tỷ đi theo muội. Văn Tường, Văn Tường. Không ngờ Văn Tường lại cố chấp đến mức như vậy. Dạ phải, thường ngày nó là một cô gái yếu đuối, thật là đáng thương. Bao nhiêu trượng rồi? 35 trượng rồi. Sao lại ngừng tay? Mẫu hậu, nguy rồi. Có chuyện gì mà hốt hoảng vậy? Mẫu hậu, nhị tỷ không thể chịu nổi hình phạt, tắt thở rồi. Thái hậu. Cha. Văn Tường. Kim Nam, nè, giữ hắn lại. Kim Nam. Văn Tường. Cha có sao không? Cha. Các người thả tôi ra. Các người thả tôi ra. Thái hậu, hoàng thượng, các vị hãy giết chết tôi đi, giết chết tôi đi. Thật phải đi theo Văn Tường. Thật phải chết chung với cô ấy mà. Bại hoại đức hạnh, chết cũng đáng đợi. Tư Đồ Kiếm Nam, ngươi đòi làm quyên ương sinh tử với Văn Tường hay sao? Dạ, thần và Văn Tường sống không thể bên nhau, chỉ mong được chết có nhau. Trời ơi, các người có được làm quyên ương sinh tử hay không, không thể do các người tự quyết. An Ninh. Mẫu hậu. Còn Khiên. Dạ. Người đâu? Khiên xác chết vào đây. Nhị muội. Văn Tường. Nhị muội. Văn Tường. Văn Tường. Văn Tường. Văn Tường. Bất luận còn sống hay chết, vụ án rủ nhau bỏ trốn này cũng phải kết thúc. Cho dù là một xác chết cũng phải phân định thật ra là thuộc về Lương gia hay là Tư Đồ gia. Tư Đồ Kiếm Nam, ta biết ngươi và Văn Tường thương nhau, nhưng mà dù sao hai người cũng không được danh chánh ngôn thuận. Cho dù là xác chết cũng không đến lượt ngươi chọn trước. Nếu như Lương gia thừa nhận cuộc hôn nhân này thì mới đúng là danh chánh ngôn thuận. Như vậy xác chết của Văn Tường sẽ thuộc về Lương gia, sau đó được chôn vào nghĩa trang của Lương gia. Hơn nữa còn ghi là vợ chính thức của Lương Quân Trác. Làm như vậy Tư Đồ Kiếm Nam sẽ không được nhận dù chỉ là một cái xác. Thái hậu, chẳng lẽ Thái hậu không thể cho người chết yên thân sao? Đây là sự khác biệt giữa bỏ trốn và chính thức lấy nhau. Tài quốc hầu Lương Quân Trác, nếu như các khanh thừa nhận cuộc hôn nhân này, vậy thì cứ lãnh xác của Văn Tường về đi. Thái hậu, thần chỉ muốn lấy một người còn sống thôi. Thái hậu giao xác chết cho thần như vậy là sao hả? Hơn nữa, tự cô ấy làm chuyện hèn hạ mà chết, can hệ gì tới Lương gia chúng tôi chứ? Vậy Thái hậu à, trong lúc hai họ đang tổ chức hôn lễ, Văn Tường đã bỏ trốn theo người khác, đã làm mất mặt nhà họ Lương rồi. Thứ nữ nhi như liễu bên đường qua đầu tường á, nếu chôn trong nghĩa trang nhà họ Lương, liệt tổ liệt tông nhà họ Lương sẽ không tha cho con của thần đâu. Nếu như các khanh nhận xác mang về, như vậy Tư Đồ Kiếm Nam và Văn Tường sẽ không thể làm đôi quyên ương sinh tử. Đây cũng là một cách trừng phạt rất nặng. Các khanh không muốn thừa cơ hội này để trả thù họ hay sao? Thái hậu, thần nghĩ không cần thiết đâu. Lương gia chúng tôi không thể chấp nhận thứ nữ nhi không được trong sạch như cô ta. Hơn nữa còn chiếm đoạt danh phận của vợ thần. Cô ta là ai chứ? Cô ta có tư cách gì? Có xứng đáng hay không?
À đúng rồi, Tư Đồ Kiếm Nam cứ đòi nhận xác kia mà. Thần nghĩ cứ việc cho hắn đi, vậy là được rồi. Đại Quốc Hầu, Khanh có tuổi còn giữ được bình tĩnh, ta nghĩ Khanh nên quyết định chuyện này thì hơn. Quân Trác nói đúng, hạng qua từ ngõ liễu này cho dù sống chúng tôi cũng không lấy. Người đã chết rồi. Đại Quốc Hầu, Khanh không nên sỉ nhục người của dân gia nữa. Hoàng thượng anh minh, hoàng thượng anh minh. Dân gia chúng tôi không nhất thiết phải làm xui với lương gia. Vậy thì chúng ta hủy bỏ hôn ước tại đây. Đó là do con ngài không biết tự trọng, mắc mớ gì chúng tôi chứ. Ngài, dân gia không phải chỉ có một người con gái. Tề Quốc Hầu, ngài ăn nói nên cân nhắc đi. Thừa tướng, quý phi, tôi không có ý mạo phạm đâu. Tề Quốc Hầu, như vậy có nghĩa là Khanh không nhận xác của Văn Tường chứ gì? Lương gia chúng tôi không thể nhắm mắt làm bừa. Đây là của có sẵn, cứ để Tư Đồ Kiếm Nam hưởng lấy đi. Được. Tư Đồ Kiếm Nam, Khanh nhìn cho kỹ đây. Người đang nằm ở đây chỉ là cái xác chết mà thôi, đã không còn là Văn Tường đang còn sống. Tư Đồ gia các Khanh nhất môn trung liệt, nghĩa trang của nhà Khanh cũng đầy chánh khí. Khanh có chấp nhận chôn một cô gái không có danh phận vào nghĩa trang nhà mình không? Bất luận sống chết, Văn Tường cũng là vợ của thần. Thần không thể nhường cho người khác được. Cô ấy là của thần. Thần sẽ cho khắc lên mộ bia của cô ấy dòng chữ ái thê của Tư Đồ Kiếm Nam. Cả đời này thần sẽ ở mãi bên cạnh cô ấy. Tư Đồ đại tướng quân, Khanh có đồng ý chôn một cô gái chịu tội bỏ trốn vào khu nghĩa trang của nhà Khanh không? Văn Tường là một cô gái tốt. Xưa nay thần đều hy vọng cô ấy có thể làm dâu của Tư Đồ gia. Nhưng ông trời không cho toại nguyện, lúc còn sống thì không được. Nay cô ấy chết vì con trai của thần. Một cô gái trung liệt như vậy chôn vào nghĩa trang của Tư Đồ gia, thần cảm thấy kiêu hãnh. Tư Đồ gia của thần xin chấp nhận. Từ nay về sau, Văn Tường là con dâu của Tư Đồ Thanh Vân này, thần sẽ chôn cất long trọng cho cổ. Đa tạ cha. Được. Tư Đồ gia rất có phẩm cách. Này, cháu gái của ta thuộc về Tư Đồ gia. Cảm ơn Thái hậu Tứ Hồn. Kim Nam, nay Văn Tường đã là vợ của con rồi. Tư Đồ gia chúng ta tổ chức hôn lễ và ma chay cùng một lúc. Nè, không thể làm như vậy. Chỉ được tổ chức một thứ thôi. Hả? Một thứ gì? Chỉ có thể tổ chức ma chay thôi. Tư Đồ phu nhân, nếu như tổ chức ma chay thì mất hay rồi. Ta nghĩ nên tổ chức hôn lễ để cho mọi người được chung vui. Nhưng mà nhị tỷ, nay tỷ đã là con dâu của Tư Đồ gia rồi, mau đứng dậy bái kiến cha mẹ chồng đi. Vậy là sao? Con Văn Tường xin bái kiến cha mẹ. Là con sao? Văn Tường. Văn Tường. Văn Tường là con thật sao? Con chỉ ra ngoài kia ngồi chơi thôi, còn đánh thì họ đánh vào da dê. Vậy dạ. Thái hậu, chuyện này là sao? Tài Quốc Hầu, không phải Ai Gia không bên Khanh. Ai Gia đã cho Khanh lựa chọn trước, nhưng mà Khanh nói kể cả người sống cũng không lấy. Khanh nói cũng đúng. Với địa vị cao sang như Tài Quốc Hầu đây, một cô nương đã từng theo người ta bỏ trốn, không thể bước chân vào quý phủ được. Tài Quốc Hầu như vậy có hợp lý không? Thái hậu nói đúng. Cha, sao cha lại? Con đừng nói nữa. Là do chúng ta tự lựa chọn thôi.
chúng ta là người có thân phận. Nếu như lấy cô ta, đồng nghĩa với việc tự hạ thấp mình. Làm như vậy là mất mặt của Lương gia chúng ta, khiến thiên hạ chê cười, sẽ rất mất mặt đó. Tề Quốc Hầu, ông nói đủ chưa? Thái hậu, lẽ ra thần cũng không muốn gả Văn Tường cho Tư Đồ phủ đâu. Nhưng thú thật là thần không hiểu tại sao Thái hậu lại làm như vậy. Ta làm như vậy là vì không muốn bi kịch Khổng Tước Đổng Nam Phi tái diễn. Ca ca, tại sao huynh cứ muốn hại chết con mình mới hả dạ chứ? Tình cảm giữa Văn Tường và Tư Đồ Kiếm Nam kể cả trời đất cũng phải cảm động. Tại sao chúng ta cứ phải ngăn cách họ để làm gì hả? Nhưng mà Thái hậu à, thần... Một cuộc hôn nhân, hai mạng người, nó không quan trọng hơn mọi chuyện hay sao? Ca ca, thiên hạ này không gì cảm động hơn tình cảm chân thật. Nếu như Khanh bỏ mặc cho con mình sống chết, như vậy thì người làm muội muội như ta cũng phải khiếp sợ. Thái hậu, thần là cha của nó, nó là con gái thần, nó là từng khúc ruột của thần, nỡ lòng nào thần lại hại nó chứ. Vậy người làm cô như ta có thể đứng ra làm chủ hôn cho họ không? Mọi chuyện làm theo sự dặn dò của Thái hậu. Tư Đồ Kiếm Nam, kẻ si tình kia, mà bái kiến nhạc phụ đi. Đi đi con. Đi. Tư Đồ Kiếm Nam, khấu kiến nhạc phụ đại nhân. Kiếm Nam, tâm chân tình con dành cho Văn Tường quả thật rất đáng quý. Ta giao Văn Tường cho con, ta rất yên tâm. Tạ nhạc phụ đại nhân. Xin Thái hậu cho người chọn ngày lành tháng tốt để gả nhị muội cho Tư Đồ gia. Ta đã chọn sẵn rồi. 3 ngày sau là ngày hoàng đạo, cử hành hôn lễ. Được. Thật tốt quá, Văn Tường.